Thưa quý vị và các bạn, hiện có gần 70% lao động nữ đang làm việc tại doanh nghiệp những năm qua. Bên cạnh đó, việc chăm lo tốt đời sống cho công nhân, tạo công ăn việc làm ổn định, công ty trách nhiệm hữu hạn Thụy Hồng Quốc tế đóng chân tại xã Ca Đô, huyện Đơn Dương còn thực hiện tốt các chế độ chính sách giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Hướng tới tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Được thành lập năm 2004 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn Thụy Hồng Quốc tế đóng tại xã Ca Đô, huyện Đơn Dương hiện có 113 công nhân đang làm việc. Xác định người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc chăm lo đến đời sống của công nhân, người lao động luôn được doanh nghiệp này đặt lên hàng đầu. Chính sách của công ty thì rất là ưu đãi cho công nhân viên. Trang thiết bị lao động ấy thì đầy đủ. Hàng tháng thì bao tay, rồi giày ủng. Là ở cái vùng mà nông thôn như chúng ta ấy, thì cái mức lương ở công ty này là cao so với mặt bằng của những công ty khác. Thu nhập của em là khoảng trung bình khoảng hơn 4 triệu một tháng. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến rau củ quả xuất khẩu, trong số 113 công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thụy Hồng Quốc tế, thì 100% lao động đã được ký kết hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thực hiện tốt các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân. Đặc biệt đối với lao động nữ, các chế độ nghỉ thai sản, bồi dưỡng chống độc hại cho công nhân đều được công ty thực hiện đầy đủ. Ban giám đốc là nước ngoài rất là tốt, là quan tâm tới công nhân. Các chế độ cho phụ nữ hay là các công việc rất là tốt. Thăm hỏi hay là quan tâm đến sức khỏe của công nhân. Việc thực hiện tốt các chính sách chế độ cho người lao động và các hoạt động công đoàn đã góp phần giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, tạo động lực xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Cái ngày lễ Tết là tổ chức vui chơi, rồi hát cho nhau nghe, rồi chăm sóc chị em thai sản ốm đau là đến nhà hỏi thăm, động viên, rồi ai hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng có một chút tiền quyên góp để giúp đỡ các chị em nghèo, chị em khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt. Rồi cứ 2 năm rồi chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp cùng với công ty cho công nhân đi chơi. Hoạt động công đoàn đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy rằng, nếu đơn vị nào tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động, sẽ mang lại thành công cho chính doanh nghiệp đó. Đây cũng là nền tảng vững chắc để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tại Lâm Đồng có trên 2.500 hecta diện tích cây trồng áp dụng công nghệ tưới, bao gồm tưới nhỏ giọt và tưới phun mưa với các loại rau hoa. Ngoài ra còn áp dụng với cả cây lúa, chè, cà phê.